Chào mọi người, em lên con G300. Này thích hợp anh em mình về các cùi nấu bánh á, chạy chuột. Làm da 25 đó. Máy nặng 4 kg á. Thì thật anh em mình về cửa củi á, nấu bánh nè, mùa này nấu bánh. Công tắc này á, bật lên là khởi động á, lè đây, kéo ho tiếng là mình đóng lại, chưa nổ thì mình cứ kéo ra đóng lại đó, có nổ đó. Rồi, em tẹt khúc cùi nó luôn á. Dạ chiều 6 50 á, chiều 6 50 bao xin.